Vẽ con gấu trúc mà nó bất ổn quá đây này Sau một thời gian quá dài không ra clip Thì hôm nay lại tiếp tục vẽ cho mọi người xem nhá Hôm nay thì tôi sẽ vẽ con gấu trúc như comment của bạn yêu cầu Nhưng mà nhìn đi nhìn lại tôi thấy nó cứ làm sao á Tức là nhìn nó cũng ok mà nó cũng hơi hơi không ok Hay là tôi điểm sao nhỉ Mọi người xem rồi bảo cho tôi với Đây tôi vẽ theo cái ảnh này này Lên mạng thấy cái hình ảnh này nó khá là cute ấy. Kiểu con gấu trúc này kiểu bị chán đời Khá là hợp với tâm trạng của mình Thế là tôi vẽ luôn Vẫn là cái kiểu vẽ không giống ai của tôi Tức là tôi sẽ tô màu nền chưa Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa nhưng mà tôi thích thế Với cả cái kiểu của tôi là tôi sẽ trộn nhiều màu với nhau để cho nó đỡ bị nhàm chán ấy xong rồi tôi sẽ di di ra như thế này tiếp đấy là tôi sẽ tô màu vào những cái phần chính của bức tranh thật ra cái cây này đâu phải chính đâu nhỉ nhưng mà tính ra thì nó cũng là chính so với cái nền rồi tiếp theo là tôi sẽ tô nhẹ nhẹ vào những cái phần đậm của lông con gấu trúc sau đó là tôi sẽ tiếp tục tô những phần lông đen còn cái màu trắng ấy là cái phần màu dễ bẩn nhất nên là tôi sẽ tô cuối cùng không một tí nó lại à, tèm lem ra thì thôi hỏng luôn cả bức tranh nó mà cái chi tiết rồi sẽ băng dính coi như là cũng xong thành quả cuối cùng thì được như thế này mọi người cho mấy đi nó cứ hơi ngố ngố nhỉ